Phần 6, chương 10. Thời kỳ thứ 3, 1341-1400. Một La Mã, Trần Dụ Tông 1341-1369, niên hiệu Thiệu Phong 1341-1357. 1. Việc chính trị. Hiến Tông không có con, Minh Tông Thượng Hoàng lập nên người em. Minh Tông Thượng Hoàng lập người em tên là Hạo lên làm vua, tức là vua Dụ Tông. Trong những năm Thiệu Phong là mười mấy năm đầu, tuy Dụ Tông làm vua, nhưng quyền chính trị ở Minh Tông Thượng Hoàng quyết đoán cả, cho nên dẫu phải mấy năm tai biến mất mùa đói khổ, nhưng việc chính trị còn có thứ tự. Từ năm Đại Trị Nguyên Niên 1358 trở đi, Thượng Hoàng mất, bọn cựu thần như ông Trương Hán Siêu, ông Nguyễn Trung Ngạn đã mất cả. Từ đó việc chính trị bỏ trễ nải, kẻ gian thần mỗi ngày một đắc chí. Ông Chu Văn An là một nhà danh nho thời bấy giờ và đang làm quan tại triều, thấy chính trị bại hoại, làm sớ dâng lên, xin chém 7 người quyền thần. Vua không nghe, ông ấy bỏ quan về ở núi Chí Linh. Vua Dụ Tông về sau cứ rượu chè chơi bời, xây cung điện, đào hồ đắp núi rồi lại cho gọi những người nhà giàu vào trong điện để đánh bạc. Bắt vương hầu công chúa phải đặt chuyện hát tuồng và bắt các quan thi nhau uống rượu. Ai uống rượu được 100 thăng thì thưởng cho 2 trật. Chính sự như thế cho nên giặc cướp nổi lên như ông giấy. Ở mạn Hải Dương có giặc Ngô Bệ làm loạn ở núi Yên Phụ. Ở các nơi thì chỗ nào cũng có giặc nổi lên cướp phá. Dân tình khổ sở, năm nào cũng phải đói kém. Cơ nghiệp nhà Trần bắt đầu suy từ đấy. 2. Việc giao thiệp với nước Tàu. Bây giờ ở bên Tàu, nhà Nguyên đã suy, trong nước rối loạn, có bọn Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Chương khởi binh đánh phá. Chu Nguyên Chương giấy binh ở đất Từ Châu, tỉnh An Huy, chiếm giữ thành Kim Lăng, rồi trong vòng 10 năm dứt được nhà Nguyên, dẹp yên thiên hạ, dựng nên cơ nghiệp nhà Minh. Năm Mậu Thân 1368, Minh Thái Tổ sai sứ đưa thư sang Dụ nước ta, Dụ Tông sai quan Lễ Bộ Thị Lan và Đào Văn Đích sang cống. Nước ta bấy giờ tuy đã suy nhược, nhưng mà nhà Minh mới định xong thiên hạ, còn phải sửa sang việc nước, chưa dòm đến nước mình, cho nên cũng chưa có việc gì quan trọng lắm. 3. Việc giao thiệp với Chiêm Thành. Từ khi vua nước Chiêm Thành là Chế A Nan mất rồi, con là Chế Mộ và rể là Bồ Đề tranh nhau làm vua. Người Chiêm Thành bỏ Chế Mộ mà theo Bồ Đề. Qua năm Nhâm Thìn 1352, Chế Mộ chạy sang An Nam cầu cứu. Đến năm Quý Tỵ 1353, Dụ Tông cho quân đưa Chế Mộ về nước, nhưng quan quân đi đến đất Cổ Lụy thuộc Quảng Nghĩa, bị quân Chiêm Thành đánh thua, chạy về nước. Chế Mộ cũng buồn rầu, chẳng bao lâu thì chết. Người Chiêm Thành từ đấy được thể cứ sang cướp phá ở đất An Nam. Năm Đinh Vị 1367, Dụ Tông sai Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đi đánh Chiêm Thành. Quan quân đi đến Chiêm Động thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bị phục quân của Chiêm Thành đánh bắt mất Trần Thế Hưng. Đỗ Tử Bình đem quân chạy trở về. Người Chiêm thấy binh thế nước Nam suy nhược, có ý khinh dễ. Cho nên qua năm Mậu Thân 1368, vua nước Chiêm cho sứ sang đồi đất Hóa Châu. Việc đồi Hóa Châu này thì sử chỉ chép qua đi mà thôi. Vả bây giờ ở nước Nam ta, vua Dụ Tông chỉ lo việc hoang chơi, không tưởng gì đến việc võ bị. Mà ở bên Chiêm Thành thì có Chế Bồng Nga, là một ông vua anh hùng, có ý đánh An Nam để rửa những thù trước. Vậy cho nên hết sức tập trận, luyện binh, bắt quân lính phải chịu khó nhọc cho quen, dàn trận voi cho tiện đường lui tới. Thắng thì cho voi đi trước để xông đột, bại thì cho voi đi sau để ngăn giữ quân nghịch, nhờ cách xếp đặt có thứ tự. Dụng binh có kỷ luật như thế, cho nên quân Chiêm Thành từ đó mạnh lắm, sau đánh phá thành Thăng Long mấy lần, làm cho vua tôi nhà Trần phải kính sợ mấy phen. 4.
Dương Nhật Lễ 1369-1370. Năm Kỷ Dậu 1369, vua Dụ Tông mất, không có con. Triều đình định lập cung Định Vương là anh Dụ Tông lên làm vua. Nhưng mà bà Hoàng Thái Hậu nhất định lập người con nuôi cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ. Nguyên mẹ Nhật Lễ là người con hát, lấy người hát bội tên là Dương Khương, có thai rồi mới bỏ Dương Khương mà lấy cung Túc Vương, sinh ra Nhật Lễ. Nay lên làm vua, Nhật Lễ muốn cải họ Dương để dứt ngôi nhà Trần, rồi dứt bà Hoàng Thái Hậu và cung Định Vương. Bây giờ cung Tĩnh Vương phủ ở chỗ Kinh Sư cũng sợ bị hại, vả lại tính khí cũng nhu nhược, không có ý cạnh tranh, mới bỏ trốn lên mạng Đà Giang. Các quan tôn thất nhà Trần mới hội nhau đem binh về bắt Nhật Lễ giết đi, rồi rước cung Tĩnh Vương về làm vua, tức là vua Nghệ Tông. Hai La Mã Trần Nghệ Tông 1370-1372. Khi Nghệ Tông giết Nhật Lễ rồi, mẹ Nhật Lễ chạy sang Chiêm Thành, xin vua nước ấy là Chế Bồng Nga đem quân sang đánh An Nam. Quân Chiêm vượt bể vào cửa Đại An, kéo lên đánh Thăng Long. Quan quân đánh không nổi, Nghệ Tông phải lánh mình chạy sang Đông Ngạn, ở cổ pháp làng Đình Bản. Quân Chiêm vào thành, đốt sạch cung điện, bắt đàn bà con gái, lấy hết các đồ báu ngọc rồi rút quân về. Nghệ Tông là một ông vua nhu nhược, việc gì cũng để cho người ngoại thích, là Lê Quý Ly quyết đoán cả. Quý Ly là dòng dõi người ở Chiết Giang bên Tàu, tổ là Hồ Hương Giật, từ đời Ngũ Quý sang ở nước ta. Làng Bào Đột, huyện Quỳnh Lưu, sau ông tổ Tứ Đại là Hồ Liêm dời ra ở Thanh Hóa, làm con nuôi nhà Lê Huấn, cho nên mới đổi họ là Lê. Lê Quý Ly có hai người cô lấy vua Minh Tông, một người sinh ra vua Nghệ Tông, một người sinh ra vua Duệ Tông. Vì thế cho nên Nghệ Tông càng tin dùng lắm, phong cho làm khu mật đại sứ, lại gia tước Trung Tuyên Hầu. Năm Nhâm Tý 1372, Nghệ Tông truyền ngôi cho em là Kính, rồi về ở Phủ Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Ba La Mã Trần Duệ Tông 1372-1377. 1. Việc chính trị, Thái tử Kính lên ngôi, tức là vua Duệ Tông lập Lê Thị làm hoàng hậu. Lê Thị là em họ Quý Ly. Duệ Tông có tính quyết đoán hơn Nghệ Tông, nhưng mà quyền bính vẫn ở tay Nghệ Tông Thượng Hoàng cả. Bây giờ quân Chiêm Thành cứ sang quấy nhiễu mãi, vua Duệ Tông quyết ý đi đánh báo thù. Bèn hạ chiếu luyện tập quân lính, làm chiến thuyền và tích lương thảo để phòng việc chinh chiến, rồi đặt thêm quân hiệu, cho Quý Ly làm tham mưu quân sự, đổi đất Hoang Châu làm Nghệ An, Diễn Châu làm Diễn Châu Lộ, Lâm Bình Phủ làm Tân Bình Phủ, rồi sai quân Bắc dân sửa sang đường xá từ Cửu Chân, Thanh Hóa cho đến huyện Hà Hoa, tức là huyện Kỳ Anh bây giờ. 2. Sự thi cử. Tuy bấy giờ lo việc võ bị nhiều, nhưng cũng không quên việc văn học. Năm Giáp Dần 1374, mở khoa thi tiến sĩ, lấy hơn 50 người cho áo mão vinh quy. Trước vẫn có thi thái học sinh, đến bấy giờ mới đổi ra là thi tiến sĩ. 3. Việc đánh Chiêm Thành. Năm Bính Thìn 1376, quân Chiêm lại sang phá ở Hóa Châu, Duệ Tông định thần chinh đi đánh. Đình thần can không được, sai quan dân Thanh Hóa, Nghệ An vận tải 5 vạn thạch lương vào Hóa Châu, rồi rước Thượng Hoàng lên duyệt binh ở Bạch Hạc. Nhân năm ấy, vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga đem sang cống 15 mâm vàng, quan trấn thủ Hóa Châu tên là Đỗ Tử Bình lấy đi, rồi dân sớ về nói dối rằng Chế Bồng Nga ngạo mạn vô lễ, xin vua cử binh sang đánh. Được tin ấy, Duệ Tông quyết ý đi đánh. Sai Quý Ly đốc vận lương thực đến cửa bể Di Luân thuộc huyện Bình Chánh, Quảng Bình. Và tự lĩnh 12 vạn quân cả thủy bộ cùng tiến đi đến cửa bể Nhật Lệ ở làng Đồng Hới, huyện Phong Lộc, Quảng Bình, đóng lại một tháng để luyện tập sĩ tốt. Qua tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1377 mới tiến quân vào cửa thị này, tức là cửa Quy Nhơn,
đánh lấy đồn Thạch Kiều và động Kỳ Ma, rồi kéo quân đến đánh thành Đồ Bàn là kinh đô Chiêm Thành. Chế Bồng Nga lập đồn giữ ở ngoài thành, rồi cho người sang giả hàng nói rằng Chế Bồng Nga đã bỏ thành chạy trốn rồi, chỉ còn có thành không mà thôi, xin tiến binh sang ngay. Duệ Tông lấy điều ấy làm thật, hạ lệnh truyền tiến binh vào thành. Đại tướng là Đỗ Lễ can mãi vua không nghe. Khi quân gần đến thành Đồ Bàn, quả nhiên bị quân Chiêm đổ ra vây đánh. Quan quân thua to, Duệ Tông chết ở trận. Tướng sĩ quân lính chết 10 phần đến 7-8. Bây giờ Đỗ Tử bình lĩnh hậu quân không đem binh lên cứu. Lê Quý Ly cũng bỏ chạy về. Thế mà hai người về kinh, Nghệ Tông Thượng Hoàng chỉ giáng Đỗ Tử Bình xuống làm lính mà thôi. 4 La Mã, Trần Phế Đế 1377-1388, niên hiệu Xương Phù. Thượng Hoàng được tin Duệ Tông chết trận rồi, bèn lập con Duệ Tông là Hiển lên nói ngôi, tức là vua Phế Đế. 1. Chiêm Thành sang phá Thăng Long. Quân Chiêm Thành đã phá được quân An Nam và giết được Duệ Tông rồi. Qua tháng sau, đem quân sang đánh Thăng Long. Thượng Hoàng nghe tin giặc đến, sai tướng ra giữ Đại An Hải Khẩu. Giặc biết chỗ ấy có phòng bị, đi vào cửa Thần Phù, sông Chính Đạt thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình, rồi lên cướp phá thành Thăng Long, không ai chống giữ. Tháng 5 năm Mậu Ngọ 1378, quân Chiêm Thành lại sang đánh đất Nghệ An, rồi lại vào sông Đại Hoàng lên đánh Thăng Long lần nữa. Quân Chiêm Thành biết nước Nam suy nhược, cứ sang cướp phá. Năm Canh Thân 1380 lại sang phá ở đất Thanh Hóa, Nghệ An. Vua sai Lê Quý Ly lĩnh thủy binh, Đỗ Tử Bình lĩnh bộ binh vào giữ ở Ngu Giang, huyện Hằng Hóa, Thanh Hóa. Lê Quý Ly đánh đuổi được quân Chiêm về. Đến năm Nhâm Tuất 1382, quân Chiêm lại sang đánh ở đất Thanh Hóa. Lê Quý Ly cùng với tướng quân Nguyễn Đa Phương giữ ở bến Thần Đầu, Ninh Bình. Nguyễn Đa Phương phá được quân Chiêm, đuổi đánh đến đất Nghệ An mới thôi. Từ khi đánh được trận Ngu Giang và trận Thần Đầu, quân thế An Nam đã hơi nổi. Cho nên sang tháng Giêng năm Quý Hợi 1383, Thượng Hoàng sai Quý Ly vào đến lại bộ Nương Loan, tức là cửa Nương Loan bây giờ, ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Phải bảo đánh nát mất nhiều thuyền, lại phải rút quân về. Qua tháng 6 năm ấy, Chế Bồng Nga cùng với tướng là La Khải đem quân đi đường Sơn Lộ ra đóng ở Khổng Mục, đất Quảng Oai. Ở Kinh Sư nghe tin giặc Chiêm lại sang, Thượng Hoàng sai tướng là Mật Ôn ra giữ ở Châu Kỳ, ở địa hạt quốc Oai. Nhưng Mật Ôn bị quân Chiêm đánh bắt mất, Thượng Hoàng sợ hãi, sai Nguyễn Đa Phương ở lại Kinh Sư làm đồn giữ thành, rồi cùng với vua chạy sang Đông Ngạn. Bây giờ có người níu thuyền lại, xin Hoàng thượng cứ ở lại Kinh Sư mà chống giữ với giặc. Hoàng thượng không nghe. Quân Chiêm Thành bấy giờ ra vào nước Nam như đi vào chỗ không người, cho nên trong mấy năm mà vào phá Kinh Thành 3 lần, 3 lần Thượng Hoàng cùng Đế Hiển phải bỏ thành mà chạy. Thế mà đến khi giặc về rồi, cũng không sửa sang gì để phòng bị về sau. Thật là làm nhục cái tiếng con cháu Trần Hưng Đạo Vương. 2. Tình thế nước Nam. Trong nước bấy giờ dân tình đói khổ, nhà vua thì sợ giặc phải đưa của đi chôn ở trên núi Thiên Kiện, tức là núi Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Ở ngoài bờ cõi thì người Chiêm nay vào đánh chỗ này, mai vào phá chỗ khác. Nhà nước mỗi ngày một hèn yếu, đến nỗi phải nhờ đến lũ tăng nhân là bọn đại nạn thiền sư đi đánh giặc Chiêm. Thuế má thì càng ngày càng nặng, trước dân An Nam cứ phải định ngạch chịu thuế, sống không kể, chết không trừ, ai đã làm lính thì cả đời chỉ phải làm lính chứ không bao giờ được làm quan. Còn những người có điền thổ thì phải đóng tiền, ai không có gì thì thôi. Khi nào có binh sự thì những người có ruộng, có đồng dâu hay là có đầm cá phải chịu thóc, tiền và vải để cho quân dùng. Đến nay giặc giả luôn, kho tàng trống bốc, Đỗ Tử Bình xin với vua bắt mỗi sức đinh, mỗi năm phải đóng 3 quan tiền thuế, thuế thân sinh ra từ đáy. 3. Nhà Minh sắp nhiễu. Ở bên Tàu thì bấy giờ nhà Minh đã giúp được nhà Nguyên, lại có ý dòm đất An Nam. Thường thường cho sứ đi lại sách cái nọ, đòi cái kia,
Năm Giáp Tý 1384, Minh Thái Tổ cho sứ sang Bắc An Nam phải cấp 5.000 thạch lương cho quân nhà Minh đóng ở Vân Nam. Năm sau 1385, lại cho sứ sang đem 20 tăng nhân An Nam về Kim Lăng, rồi lại đòi phải cống cây quý, phải nộp lương, chủ ý là xem tình thế nước Nam ra thế nào. Nghệ Tông thất chính. Vua Nghệ Tông tuy giữ quyền chính trị, nhưng việc gì cũng do ở Lê Quý Ly, triều thần thì chỉ có mặt xu nịnh, người nào cũng chỉ lo lấy thân mà thôi, việc nước an nguy thế nào không ai lo nghĩ đến. Những người tôn thất như Trần Nguyên Đán, thấy quốc chính rã rời, xin về trí sĩ. Một hôm Thượng Hoàng đến thăm bàn đến hậu sự, Nguyên Đán tâu rằng, xin bệ hạ thờ nhà Minh như cha, yêu nước Chiêm Thành như con, thì quốc gia sẽ không việc gì, mà lão thần chết cũng không hỏng. Ấy là chỉ bằng những chuyện làm tôi tớ mà thôi, chứ không có chi muốn cho nước mình cường thịnh. Nguyên Đán biết rằng Quý Ly sau này tất cướp ngôi nhà Trần, bèn kết làm thông gia. Vì thế cho nên sau dòng dõi nhà Trần chết cả, duy chỉ có con cái nhà Nguyên Đán được phú quý mà thôi. Nghệ Tông Thượng Hoàng thì cứ mờ mịt không biết ai trung ai nịnh, vẫn tưởng là Lê Quý Ly hết lòng với nhà vua, bèn cho Lê Quý Ly gươm và cờ có chữ đề rằng: văn võ toàn tài, quân thầy đồng đức, Lê Quý Ly làm thơ nôm dân tạ. Lê Quý Ly mưu giết Đế Hiển. Bây giờ Đế Hiển thấy Thượng Hoàng yêu dùng Quý Ly, mới bàn với các quan rằng: nếu không trừ đi rồi, sao tất thành ra và to. Quý Ly biết mưu ấy, đến kêu vang với Hoàng thượng rằng: cổ lai chỉ bỏ cháu nuôi con, chứ chưa thấy ai bỏ con nuôi cháu bao giờ. Thượng Hoàng nghe lời, xuống chiếu trách Đế Hiển còn tính trẻ con và lại có ý hại kẻ công thần, làm nguy xã tắc. Vậy phải giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương và lập Chiêu Định Vương là con Nghệ Tông lên nối ngôi. Khi tờ chiếu ấy bố cáo ra ngoài, có mấy người tướng quân đã toan đưa quân vào điện cứu Đế Hiển ra, nhưng vua viết hai chữ giải pháp và không cho được trái mệnh của Hoàng thượng. Sau Đế Hiển bị thắt cổ chết, còn những tướng sĩ đồng mưu giết Quý Ly đều bị hại cả. Năm La Mã, Trần Thuận Tông 1388-1398, niên hiệu Quang Thái. 1. Phạm Sư Ôn khởi loạn. Nghệ Tông Thượng Hoàng đã nghe Quý Ly mà giết Đế Hiển rồi lập người con út là Chiêu Định Vương lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Bây giờ trong triều thì Lê Quý Ly chuyên quyền, chọn những chân tay cho cai quản các đội quân để làm vây cánh. Ngoài các trấn thì giặc giả nổi lên nhiều lắm. Ở Thanh Hóa có tên Nguyễn Thanh, tự xưng là Linh Đức Vương, làm loạn ở Lương Giang. Tên Nguyễn Kỵ, tự xưng là Lỗ Vương, làm loạn ở Nông Cống. Ở Quốc Oai thì có người sư tên là Phạm Sư Ôn, nổi lên đem quân về đánh Kinh Sư. Thượng Hoàng, Thuận Tông và triều đình phải bỏ chạy lên Bắc Giang. Phạm Sư Ôn lấy được Kinh Sư, ở 3 ngày rồi rút về Quốc Oai. Bấy giờ có tướng quân là Hoàng Phụng Thế, đóng ở Hoàng Giang để phòng giữ quân Chiêm Thành. Nghe tin Sư Ôn phạm đất Kinh Sư mới đem quân về đánh lẻn, bắt được Sư Ôn và phá tan giặc ấy. 2. Chế Bồng Nga tự trận. Năm Kỷ Tỵ 1389, Chế Bồng Nga lại đem quân ra đánh ở Thanh Hóa. Vua sai Lê Quý Ly đem binh vào chống giữ ở làng Cổ Vô. Quan quân đóng cọc ngăn sông ra giữ nhau với giặc hơn 20 ngày. Giặc bèn phục binh, rồi giả tản rút quân về. Lê Quý Ly đem quân thủy bộ đuổi đánh, bị phục binh của giặc đổ ra đánh, giết hại mất nhiều. Quý Ly trốn chạy về kinh, để người tỳ tướng là Phạm Khả Vĩnh và tướng quân là Nguyễn Đa Phương chống nhau với giặc ở Ngu Giang. Bọn Nguyễn Đa Phương thấy quân mình yếu thế, giả tản bày cờ dàn thuyền ra, rồi đến đêm rút quân về. Qua tháng 11, quân Chiêm lại vào sông Hoàng Giang, Thượng Hoàng sai quan đô tướng là Trần Khát Chân đem binh đi chống giữ với giặc. Trần Khát Chân khóc và lại rồi ra đi. Thượng Hoàng cũng khóc, xem thế thì biết vua tôi nhà Trần bấy giờ lấy quân Chiêm Thành làm khiếp sợ lắm. Trần Khát Chân đem quân đến Hoàng Giang, xem không có chỗ nào đóng quân được tiện lợi, bèn rút về đóng ở sông Hải Triều.
ở vào địa phận huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, tức là ở sông Luộc. Đến tháng Giêng năm Canh Ngọ 1390, Chế Bồng Nga đi thuyền đến xem tình thế quân của Trần Khát Chân. Bây giờ có thằng đầy tớ của Chế Bồng Nga có tội, sợ phải giết, chạy sang hàng với Trần Khát Chân. Nhân khi Chế Bồng Nga đem hơn 100 chiếc thuyền đến gần trại của quân nhà Trần đóng, tên đầy tớ ấy chỉ cái thuyền của Chế Bồng Nga cho Khát Chân. Khát Chân mới truyền lấy súng bắn vào thuyền ấy, Chế Bồng Nga trúng phải đạn chết. Quan quân đổ ra đánh, quân Chiêm thấy quốc vương chết đều bỏ chạy cả. Quan quân đánh đuổi rồi cắt lấy đầu Chế Bồng Nga đem về dâng triều đình. Thượng hoàng thấy đầu Chế Bồng Nga, tự ví mình như Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ, rất là vui vẻ. Đoạn rồi định công thưởng tước cho các tướng sĩ. Tướng Chiêm Thành là La Khải đem xác Chế Bồng Nga hỏa táng xong, đem quân trở về nước, chiếm lấy ngôi vua Chiêm Thành. Hai người con Chế Bồng Nga phải chạy sang hàng An Nam, đều được phong tước hầu cả. 3. Lê Quý Ly chuyên quyền. Từ khi giặc Chiêm đã yên, Lê Quý Ly càng ngày càng kiêu hãnh, bao nhiêu những người mà không tòng phục mình thì xui thượng hoàng giết đi, hoàng tử, thân vương đều bị giết hại, mà thượng hoàng thì cứ tin Quý Ly một cách lạ lùng. Sĩ phu có người dân sớ tấu với thượng hoàng rằng Quý Ly có ý muốn dầm cơ nghiệp nhà Trần, thì thượng hoàng lại đưa sớ cho Quý Ly xem, cho nên những người trung thần không ai nói năng gì nữa. Uy quyền của Quý Ly một ngày một to, vây cánh một ngày một nhiều, thượng hoàng sao tỉnh dần dần lại biết lấy làm sợ, nhưng đã chậm lắm rồi, thế không sao được nữa. Mới bắt người vẽ cái tranh tứ phụ cho Quý Ly, trong tranh ấy vẽ ông Chu Công giúp vua thành vương, ông Hoắc Quang giúp vua chiêu đế, ông Gia Cát Lượng giúp vua hậu chủ, ông Tô Hiến Thành giúp vua Lý Cao Tông, rồi bảo Quý Ly rằng nhà ngươi giúp con trẫm cũng nên như thế. Một hôm thượng hoàng gọi Quý Ly vào trong điện mà bảo rằng nhà ngươi là thân tộc, cho nên bao nhiêu việc nước trẫm đều ủy thác cả. Nay quốc thế suy nhược, trẫm thì già rồi, ngày sau con trẫm có nên giúp thì giúp, không thì nhà ngươi tự làm lấy. Thượng hoàng bắt chước câu ấy của ông Lưu Bị, nói với ông Khổng Minh ngày trước, tưởng để mua chuộc được lòng Quý Ly. Quý Ly cởi mũ, khấu đầu khóc lóc mà thề rằng, nếu hạ thần không hết lòng, hết sức giúp nhà vua, thì trời tru đất diệt. Vả ngày trước, Linh Đức Vương, tức là Phế Đế, có lòng làm hại. Nếu không có uy linh của bệ hạ, thì nay đã ngậm cười dưới đất. Còn đâu ngày nay nữa mà mày thân nghiền cốt để báo đền vạn nhất. Vậy hạ thần đâu có ý gì khác, xin bệ hạ tỏ lòng ấy và đừng lo gì. Bốn Nghệ Tông mất đến tháng Chạp năm Giáp Tuất 1394 thì thượng hoàng mất, trị vì được 3 năm, làm thái thượng hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi. Nghệ Tông là ông vua rất tầm thường. Chí khí đã không có, trí lự cũng kém hèn, để cho kẻ gian thần lừa đảo, giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những kẻ trung thần nghĩa sĩ, cứ yêu dùng một Quý Ly, cho được quyền thế, đến nỗi làm siêu đổ cơ nghiệp nhà Trần. Dẫu rằng đến khi vận nước đã suy, không có điều này cũng có điều nọ, tựa hồ người đã già, không phải bệnh nọ thì cũng mắc bệnh kia, nhưng cứ sự thật mà xét thì cũng vì vua Nghệ Tông, cho nên cơ nghiệp nhà Trần mới mất về tay Quý Ly. Mà cũng vì sự rối loạn ấy, cho nên giặc nhà Minh mới có cớ mà sang cướp phá nước Nam trong 20 năm trời. 6. La Mã Lê Quý Ly mưu sự thoáng đoạt. Nghệ Tông mất rồi, Quý Ly lên làm phụ chính thái sư, vào ở trong điện. Dịch Thiên Vô Dật ra chữ Nôm để dạy vua và bắt người ta gọi là phụ chính cai giáo hoàng đế. Từ đấy Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để trực đường thoáng đoạt. Việc trong nước Quý Ly xếp đặt lại cả, hoặc để mua chuộc lấy những người vây cánh. Một nhỏ việc tài chánh, Quý Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền của dân. Tờ giấy ăn 10 đồng,
thì vẽ cây rêu bể, ăn 30 đồng thì vẽ cái sống, ăn 1 tiền thì vẽ đám mây, 2 tiền thì vẽ con rùa, 3 tiền thì vẽ con lân, 5 tiền thì vẽ con phượng, 1 quan thì vẽ con rồng. Hễ ai làm giấy giả thì phải tội chém. Khi đã có dấu đóng rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu. Còn bao nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua. Ai mà giấu giếm thì phải tội như là tội làm giấy giả vậy. Việc ruộng đất thì khi trước, những nhà tôn thất cứ sai đầy tớ ra chỗ đất bồi ở ngoài bể, đắp đê để một vài năm cho hết nước mặn, rồi khai khẩn thành ruộng để tư trang. Nay Quý Ly lập lệ rằng, trừ những bậc đại vương công chúa ra, thì những người thứ dân không được có hơn 10 mẫu. Ai có thừa ra thì phải đưa nộp quan, và ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội. Hai nhỏ việc học hành. Từ trước thì phép thi không có định văn thể, bây giờ định lại làm tứ trường văn thể và bỏ thi ám tả. Nhất trường làm bài kinh nghĩa, nhị trường làm bài thi phú, tam trường làm chiếu, chế, biểu, tứ trường làm bài văn sách. Còn như kỳ thi thì năm trước thi hương, năm sau thi hội, ai đã trúng hội thì vào thi một bài văn sách nữa để định cao thấp. Những quan làm giáo chức ở các lộ, phủ, châu thì được cấp ruộng, như ở các lộ thì có quan đốc học. Ở phủ và châu lớn thì quan giáo thụ được ruộng 15 mẫu, ở phủ và châu vừa thì được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu. Ba nhỏ việc cai trị. Ở trong triều thì Quý Ly định lại phẩm phục của các quan: nhất phẩm mặc áo sắc tía, nhị phẩm sắc đỏ, tam phẩm sắc hồng, tứ phẩm sắc lục, ngũ lục, thất phẩm sắc biếc, bát cửu phẩm sắc xanh, vô phẩm và hoàng nôn sắc trắng. Ở ngoài thì cải các lộ làm trấn và đặt thêm quan chức ở lộ phủ. Thanh Hóa đổi ra Thanh Đô trấn, Quốc Oai là Quảng Oai trấn, Đà Giang lộ là Thiên Hương trấn, Nghệ An lộ là Lâm An trấn, Tràng An lộ là Thiên Quang trấn, Diễn Châu lộ là Vọng Giang trấn, Lạng Sơn phủ là Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ là Tây Bình trấn, và bỏ các ti xã, chỉ để quản giáp như cũ mà thôi. Ở các lộ, phủ, châu, huyện thì đặt lại quan chức. Lộ thì đặt chánh phó an phủ sứ, phủ thì đặt chánh phó trấn phủ sứ, châu thì đặt thông phán, thiêm phán, huyện thì đặt lĩnh úy, chủ bạ, lộ coi phủ, coi châu, châu coi huyện. Lộ nào cũng phải có một tập sổ sách về những việc đinh, điền, kiện, tụng, đến cuối năm thì đệ về kinh để kê cứu. Quý Ly lại phân nước ra từng hạt một, đặt chức đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản, thái thú để phong cho những người vây cánh của mình. Bốn nhỏ lập Tây Đô, Quý Ly định dời kinh đô vào Thanh Hóa cho dễ đường thoáng đoạt, bèn sai quan vào xây thành Tây Đô ở động Yên Tôn, nay còn di tích ở xã Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc, tục gọi là Tây Giai. Đến năm Bính Tý 1396, Quý Ly bắt Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Qua tháng 3 năm sau, Quý Ly lập mưu cho người đạo sĩ vào trong cung, xui Thuận Tông nhường ngôi mà đi tu tiên. Thuận Tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu tiên ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lại, thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Sự phế lập Trần Thiếu Đế 1398-1400, Quý Ly bắt Thuận Tông nhường ngôi rồi, lập Thái Tử là Án lên làm vua. Thái Tử bây giờ mới có 3 tuổi, tức là Thiếu Đế, niên hiệu là Kiến Tân. Lê Quý Ly làm phụ chính, tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông đi. Bây giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hãn, Thượng Tướng Quân là Trần Khắc Chân, lập hội để mưu trừ Quý Ly, nhưng chẳng may sự lộ ra, bị giết đến hơn 370 người. Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của Thiên Tử. Đến tháng 2 năm Canh Thìn, Quý Ly bỏ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua, thay ngôi nhà Trần. Nhà Trần làm vua nước Nam kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế với 12 ông vua, được 175 năm. Công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị, luật lệ điều chỉnh đốn lại. Học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra,
lại chống với nhà Nguyên giữ được Giang Sơn, lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Nhưng chỉ có điều luân thường trong nhà thì bậy, cô cháu anh em trong họ cứ lấy lẫn nhau, thật là trái với thế tục. Còn như cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Vũ Tông và vua Nghệ Tông. Vũ Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến nước Việt và lại làm loạn cả cương kỷ, để đến nỗi dân nghèo, nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian, để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nói giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy. Chương 11 Nhà Hồ 1400-1407 gồm hai phần: Hồ Quý Ly và Hồ Hán Hương. Một La Mã Hồ Quý Ly 1400, niên hiệu Thánh Nguyên. Quý Ly bỏ thiếu đế nhưng vị tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, rồi tự xưng làm đế, rồi đổi họ là Hồ. Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Tàu, cho nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Bây giờ vua Chiêm Thành là La Khải mới mất, con là Ba Đích Lại mới nối nghiệp. Quý Ly nhân dịp ấy sai tướng là Đỗ Mãn làm thủy quân đô tướng, Trần Tùng làm bộ quân đô tướng lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng Trần Tùng đem quân đi đường núi sang gần đất Chiêm Thành, cách thủy quân xa, hai bên không tiếp ứng được nhau, thành ra bộ quân thiếu lương phải rút về. Trần Tùng về phải tội, đày ra làm lính. Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước. 2. Hồ Hán Thương 1401-1407, niên hiệu Thiệu Thành. 1. Việc võ bị, Hồ Quý Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì mà thôi, nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Trước hết Hồ Quý Ly chỉnh đốn việc võ bị, bề ngoài tuy lấy lễ mà đối đãi với nhà Minh, nhưng vẫn biết nhà Minh có ý muốn dòm đất An Nam. Cho nên thường cứ hỏi các quan rằng, ta làm thế nào cho có hơn 100 vạn quân để đánh giặc Bắc. Bèn lập ra hộ tịch, bắt người trong nước, cứ 2 tuổi trở lên thì phải vào biên sổ. Ai mà ẩn lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước. Từ đó số quân lại thêm ra được nhiều. Còn như thủy binh để giữ mặt sông, mặt bể thì Quý Ly bắt làm những chiếc thuyền lớn ở trên sông có sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thật tiện cho sự chiến đấu. Quý Ly đặt ra 4 kho để chứa đồ quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và những chỗ hiểm yếu ở trong sông lớn đều bắt lấy gỗ đóng cọc để ngự bị quân giặc. Việc quân chế thì Nam Bắc phân ra là 12 vệ, Đông Tây phân ra 8 vệ, mỗi vệ có 18 đội. Mỗi đội có 18 người, đại quân thì có 30 đội, trung quân thì có 20 đội. Mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội. Còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội, có một người đại tướng thống lĩnh cả. Việc sưu thuế, những thuyền đi buôn bán đều phải chịu thuế cả. Những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng 3 3 quan. Thuế điền thì ngày trước nhà Trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 3 thăng thóc, ruộng dâu mỗi mẫu hoặc 9 quan hoặc 7 quan. Thuế đinh thì mỗi người phải đóng 3 quan. Nay nhà Hồ định lại ruộng tư điền thì phải đóng 5 thăng, còn ruộng dâu thì chia ra làm 3 hạng, hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng 3 3 quan. Thuế đinh thì lấy ruộng làm ngạch, ai có 2 mẫu 6 sào trở lên thì phải đóng 3 quan, ai có kém số ấy được giảm bớt, ai không có ruộng và những người cô nhi quả phụ thì được tha thuế. Việc học hành, việc học hành thi cử đều sửa sang lại, lấy toán học đặt thêm ra một trường nữa, nghĩa là trong những khoa thi có đặt thêm ra một kỳ thi toán pháp, còn những cách thi thì những người đã đỗ hương thí sang năm sau phải vào bộ lễ thi lại. Ai đỗ thì mới được tuyển bổ, rồi qua năm sau nữa thì lại thi hội. Bây giờ có đỗ thì mới được là thái học sinh. Nhà Hồ lại sửa hình luật và đặt ra y tỳ để coi việc thuốc thang.
việc giao thiệp với Chiêm Thành. Năm Nhâm Ngọ 1402, tướng nhà Hồ đã đổ mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua nước ấy là Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang dân đất Chiêm Động, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để xin bãi binh. Quý Ly lại bắt phải dân đất Cổ Lụy, Quảng Nghĩa, rồi phân đất ra làm Châu Thăng, Châu Hoa, Châu Tư, Châu Nghĩa và đặt quan An Phủ Sứ để cai trị bốn châu ấy. Lại bắt những dân có của mà không có ruộng ở các bộ khác đem vợ con vào ở để khai khẩn đất ở những châu ấy. Bởi vì khi vua Chiêm nhường đất Chiêm Động và Cổ Lụy, người Chiêm đều bỏ đất mà đi cả. Năm Quý Mùi 1403, nhà Hồ lại muốn lấy những đất Bạc Đạt Gia, Hắc Bạch và Sa Ly Nha về phía nam những đất đã nhường năm trước. Bèn sai Phạm Nguyên Khôi và Đỗ Mãn đem thủy bộ và cả thảy 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Quân nhà Hồ vây thành Đồ Bàn hơn một tháng trời mà đánh không đổ, lương thực hết cả, phải rút quân về. Lần này hao binh tổn tướng mà không có công trạng gì. Việc giao thiệp với nhà Minh. Khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng vì chưng dòng dõi nhà Trần không còn người nào nữa, cho nên cháu ngoại lên thay để quyền quản lý việc nước. Đến khi vua Thái Tổ nhà Minh mất, Hoàng Thái Tôn lên ngôi, tức là vua Huệ Đế, bấy giờ Hoàng Thúc là Yên Vương Lệ, đóng ở Yên Kinh, quyền to thế mạnh, có ý tranh ngôi của cháu, bèn khởi binh đánh lấy Kim Lăng, rồi lên làm vua, tức là vua Thành Tổ, đóng ở Yên Kinh, Bắc Kinh. Khi Thành Tổ dẹp xong dư đảng nhà Nguyên ở phía Bắc rồi, có ý muốn sang lấy nước An Nam. Cho nên nhân khi Hồ Hán Thương sai sứ sang xin phong, vua Thành Tổ sai quan là Dương Bột sang xem hư thực thế nào. Hồ Quý Ly bèn bắt những quan viên phụ lão làm tờ khai nói y như lời sứ An Nam đã sang nói. Vì thế cho nên Thành Tổ không có cớ gì mà từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương. Đến năm Giáp Thân 1404, có Trần Khang ở Mạng Lão qua đi đường Vân Nam sang Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiêm Bình, xưng là con vua Nghệ Tông, rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly tín nghịch. Vua Thành Tổ nhà Minh sai quan ngự sử Lý Ỷ sang tra xét việc ấy. Lý Ỷ về tàu quả thật là họ Hồ, làm điều thoáng đoạt. Từ đấy nhà Minh muốn mượn tiếng danh đánh Hồ để lấy đất An Nam. Ở bên này cha con họ Hồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách chống giữ. Năm Ất Dậu 1405, nhà Minh sai sứ sang đòi đất Lộc Châu. Trước Hồ Quý Ly đã không chịu, sao phải cắt ra 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho tàu. Tuy vậy, nhà Minh vẫn cứ trách nhà Hồ làm điều tiếm nghịch. Sứ nhà Hồ sang tàu thì nhà Minh giữ lại, không cho ai về. Lại cho người sang An Nam dò xem Sơn Xuyên đạo lộ hiểm trở thế nào để liệu đường tiến binh. Họ Hồ biết thế nào rồi quân Minh cũng sang đánh, bèn sai đắp thành Đa Bang, bây giờ ở xã Cổ Pháp, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây, bắt lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc để chặn đường quân Minh sang và chia các vệ quân ở Đông Đô ra giữ mọi đường hiểm yếu. Đoạn rồi hội cả nội ngoại bách quan văn võ lại bàn việc nên đánh hay là nên hòa. Người thì bàn đánh, người thì bàn hòa, nhưng Quý Ly nhất định đánh. Từ khi Lý Ỷ trở về tàu, nhà Hồ cho sứ sang dân biểu tạ tội và xin rước Trần Thiêm Bình về. Và bấy giờ Thiêm Bình cứ kêu vang với vua nhà Minh xin cho đem binh sang đánh báo thù. Vì vậy năm Bính Tuất 1406, Minh Thành Tổ sai đốc tướng là Hàn Quang và bọn Hoàng Trung dẫn 5.000 quân đưa Thiêm Bình về nước. Khi Hồ Quý Ly được tin ấy, liền sai tướng lên đón ở cửa Chi Lăng, đánh quân Minh, bắt được Thiêm Bình đem về giết đi. Đoạn rồi biết quân Minh tất lại sang, một mặt cho sứ sang biện bạch việc Thiêm Bình nói dối và xin theo lệ tiến cống như cũ. Một mặt cho những công hầu được quyền mộ những người đào vong làm lính, đặt thiên hộ, bách hộ để làm quản những lính mộ ấy. Và ở các cửa sông thì đóng cừ lại để giữ quân giặc ở mặt bể vào. Về phía nam ngạn sông Nhị Hà, tức là sông Hồng Hà, thì đóng cừ dài hơn 700 dặm. Lại sai dân ở Bắc Giang và Tam Đái sang làm nhà
sẵn ở phía nam sông lớn, để phòng khi giặc đến thì bỏ sang bên này mà ở. Vua nhà Minh trước đã cho Hoàng Quang là Nguyễn Toán sang An Nam do thám. Biết nước ta phú thịnh đã có ý đánh lấy, cho nên thường cứ tìm chuyện để lấy cớ giấy binh. Nay nhân việc Hồ Hán Thương giết Thiêm Bình, vua Thành Tổ mới sai Thành Quốc Công là Chu Năng làm đại tướng, Tân Thành Hầu là Trương Phụ, Tây Bình Hầu là Mộc Thạnh làm tả hữu phó tướng, Phong Thành Hầu là Lý Bân, Vân Dương Bá là Trần Húc làm tả hữu tham tướng, chia binh ra làm hai đạo sang đánh An Nam. Khi quân nhà Minh đến Long Châu thì đại tướng Chu Năng chết, phó tướng Trương Phụ lên thay. Đạo quân của Trương Phụ ở Quảng Tây đi từ đất Bằng Tường sang đánh lấy cửa Ba Lụy, tức Nam Quan bây giờ, rồi tiến sang phía Tây Bắc về mé sông Cái. Còn đạo quân của Mộc Thạnh ở Vân Nam theo đường Mông Tự sang đánh lấy cửa Phú Lĩnh, rồi tiến sang đến sông Thao. Cả hai đạo hội ở Bạch Hạc đóng đồn ở bờ sông phía Bắc. Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng bị, nhưng mà tướng nhà Minh biết rằng người An Nam không phục họ Hồ, bèn làm hịch kể tội họ Hồ và nói rằng quân Tàu sang là để lập dòng dõi nhà Trần lên, cứu cho dân khỏi sự khổ sở. Trương Phụ sai viết hịch ấy vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông. Trời đến đâu quân sĩ An Nam bắt được, nhiều người không đánh và theo hàng quân Minh. Vì thế cho nên quân Minh đi đến đâu đánh được đến đấy, quân Hồ phải lui về giữ thành Đa Bang. Ở chỗ thành Đa Bang, quân Hồ lập đồn ải liên tiếp ở phía nam sông Thao và sông Cái, tức là ở dọc sông Hồng Hà, rồi đóng cọc cắm ở giữa sông. Thuyền bè không đi lại được, có ý để cho quân Minh mệt mỏi, rồi sẽ đánh. Thành Đa Bang thất thủ, quân Minh tiến lên mắc có thành Đa Bang ngăn trở, Mộc Thạnh mới bàn với Trương Phụ rằng mọi nơi đồn An Nam đóng gần bờ sông, quân sang không được, còn thành Đa Bang thì lũy cao hào sâu, nhưng mà ở đằng trước có bãi cát, quân có thể sang đấy được, vả ta có đủ đồ chiến cụ, nếu đánh thì tất thành ấy phải đổ. Trương Phụ bèn hạ lệnh rằng quân kia trông cậy có thành này mà ta lập công cũng ở đó, hễ quân sĩ ai lên được trước thì sẽ có thưởng to. Rồi ngay đêm hôm ấy đốt lửa thổi tù và làm hiệu, Trương Phụ, Hoàng Trung đánh mặt Tây Bắc, Mộc Thạnh, Trần Tuấn đánh mặt Đông Nam, dùng thăng Vân Thê để lên thành. Quân Hồ đánh không được, phải lui vào thành, đến sáng hôm sau đào thành cho voi ra đánh. Quân Minh vẽ sư tử trùm lên ngựa, rồi xông vào và dùng súng bắn hăng lắm. Voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo sau voi chạy ồ vào thành, quân Hồ thua to, phải bỏ chạy về Hoàng Giang. Quân Minh thừa thế đến tràn xuống sông Cái, đốt sạch cả các đồn ải, rồi tiến lên đánh lấy Đông Đô, tức là Thăng Long, bắt đàn bà con gái, cướp lấy của cải. Bọn Trương Phụ tích trữ lương thực, đặt quan làm việc, định kế ở lâu dài. Trận Mộc Phàm Giang, qua tháng 3 năm Đinh Hợi 1407, Mộc Thạnh biết rằng con trưởng Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng đóng ở Hoàng Giang, bèn đem thủy lục cùng tiến lên đến hạ trại ở sông Mộc Phàm, ở làng Mộc Phàm, huyện Phú Xuyên tiếp với Hoàng Giang. Hồ Nguyên Trừng đem 300 chiếc thuyền ra đánh, bị quân Mộc Thạnh ở hai bên bờ sông đánh ụp lại. Nguyên Trừng thua chạy về cửa Muộn Hải ở Giao Thủy, Nam Định. Bấy giờ tướng nhà Hồ là Hồ Đỗ và Hồ Xạ cũng bỏ bến Bình Thang, chạy về cửa Muộn Hải để cùng với Nguyên Trừng tìm kế phá giặc. Nhưng quân Minh sực đến, lại bỏ chạy ra giữ cửa Đại An. Quân Minh ở Muộn Hải phải bệnh, lui về đóng ở bến Hàm Tử để đợi quân Hồ lên sẽ đánh. Bọn Hồ Nguyên Trừng rước Quý Ly và Hán Thương ở Tây Đô ra, rồi đem quân lên Hoàng Giang để chống giữ với giặc. Trận Hàm Tử Quan, quân Hồ bấy giờ cả thủy và bộ được 7 vạn, giả xưng là 21 vạn, rồi phân quân bộ ra làm hai đạo đi men hai bên sông, quân thủy đi giữa, tiến lên Hàm Tử Quan. Vừa đi đến nơi bị quân Minh hai mặt sông lại đánh, quân bộ của nhà Hồ đương không nổi, bỏ chạy cả, phần thì hàng giặc, phần thì chạy xuống sông chết đuối, còn thủy quân thì chạy thoát được, nhưng bao nhiêu thuyền lương thì đắm mất cả. Bấy giờ có An phủ sứ Bắc Giang, tên là Nguyễn Hy Chu, bị quân Minh bắt được, không chịu hàng, phải giết. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đưa bọn Liêu Thuộc chạy ra bể, rồi về Thanh Hóa,
Vào đến Lỗi Giang, tức là Mã Giang, gặp quân Minh đuổi đến, quân Hồ không đánh mà tan. Tướng nhà Hồ là Ngụy Thức, thấy thế nguy cấp lắm, bảo Quý Ly rằng nước đã mất, làm ông vua không nên để cho người ta bắt được, xin bệ hạ tự đốt mà chết đi còn hơn. Quý Ly giận lắm, bắt Ngụy Thức chém rồi chạy vào Nghệ An. Họ Hồ phải bắt. Trương Phụ, Mộc Thạnh biết là Quý Ly chạy vào Nghệ An, bèn đem binh đi đường bộ đuổi theo, sai Liễu Thăng đem thủy sư đi đuổi Mặc Thủy. Quý Ly vào đến cửa Kỳ La, thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị quân nhà Minh bắt được. Hán Thương và những con cháu họ Hồ đều bị giặc bắt được cả ở núi Cao Vọng. Những quan nhà Hồ, người thì ra hàng, người thì bị bắt, người thì không chịu nhục chảy xuống sông tự tử. Nhà Hồ chỉ làm vua được từ năm Canh Thìn 1400 đến năm Đinh Hợi 1407, kể vừa 7 năm thì mất. Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay, một người có tài kinh tế như thế mà giả sử cứ giúp nhà Trần cho có thủy chung thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa cũng chưa hầu dễ đã cướp được nước Nam. Mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu, nhưng vì cái lòng tham xui khiến, hễ có thế lực là sinh ra bụng muốn tranh quyền cướp nước. Bởi thế Hồ Quý Ly mới làm sự thoáng đoạt và nhà Minh mới có cái cớ sang đánh lấy nước An Nam. Cũng vì cái cớ ấy cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Hồ Quý Ly? May mà sau có một tay đại anh hùng là vua Lê Thái Tổ hết sức ra tay trong hơn 10 năm trời, cứu vớt được người mình ra khỏi quân Tàu, chứ không thì cái khổ làm nô lệ nước Tàu lại biết mấy mươi đời nữa mới giải thoát được.